mày lên nhấp. Thôi qua qua qua. Nó. Dễ dàng hơn. Ở đây thì cây này thì Kubota DC93. Hiện tại cũng mới vừa tới đồng, bữa nay khai mạc đồng mới luôn anh em à. Đồng này đồng đồng T4. Không biết xã gì luôn. Mình đi ngang cái mình ghé, mình gặp mình quay luôn. Thì anh em đội hình máy cắt cũng đang chuẩn bị chờ để ráo bắt đầu là tém lên anh em à. 93 hàm 95. Rồi, Kubota DC93 nãy giờ cũng chạy bộ tới đồng anh em. Rồi, bữa nay anh em mình cùng xem, cùng giải trí đến kinh dũng miền Tây của mình ha. Hiện tại DC93 này đang cắt lúa nhật, bữa nay mở đồng mới luôn anh em à. Đồng này còn nhiều lúa lắm. Rồi xuống lụm luôn. Ôi. Hàm này thì hàm 95 anh em ơi. 93 này 93 ít nha. Tại mới mở đồng một cái sọt luôn. Lúa này cũng lúa nhật. Thôi. Lúa này trúng dữ lắm anh em ơi, bông quá trời bông rồi. Đồng này mới khai mạc đồng mới luôn. Hàm 95 hàm này gần bằng hàm 100 lẻ. Lưu nhật mà chạy kiểu này thứ gì chịu nổi. Đây 93. Lúa này trúng quá, trúng chạy không hết hàm. Bồng quá bồng. Ở đây thì nói chung ra ở đây cũng gần rừng tràm anh em ơi. Phía xa xa bên đó là rừng tràm bên đó. Hàm quá lớn cái hàm. Bao là từ 60 mấy 70 ký không anh em. Đẩy xa xa trên kia hình như có cây 100 lẻ đầu trên như nè, xa quá xa. Chín mươi ba ếch cha này thì không phải 93 Thái, 93 này 93 Việt. Đội hình máy cắt. Ôi ôi, chở xe vậy trời.
chơi một xe bao luôn. Lúa này lúa Nhật nặng dữ lắm anh em ơi. Đó. Bao từ 60 mấy 70 không ạ. Máy này thì cắt thì bao sạch. Rồi đội hình xe kéo bắt đầu đi xuống gom lúa anh em ạ. Nãy giờ 93 cắt cũng nhiều lúa lắm à. Ấy, tôi đông lúa rồi. Thôi, 93 trẻ giữa anh em ơi. Cái này thì khuôn này cắt cái khuôn này ở ngoài anh em, còn ở trong khuôn nữa. Hậu này cũng vậy đó. Em rất là nhanh. Hầm 95 không có ngôi sao giữa anh em ơi. À. 93 này sức nặng được 3 tấn 7 anh em. Tạ luôn thì 4 tấn. Còn cây 100 của cô ta thì 4 tấn 9. Có con cây bắt chuột nữa nè. Cái này thì mới mở đồng chắc không có chuột nhiều anh em ơi. À. Đây con cây tơ. Xe kéo phục. Một tay một lơ. Bấm. Đây 70 thì 93. Bao nó 70. 13 ít cha nặng này thì 4 tấn anh em ơi, có mấy cục tạ nè. Cục 15 kg. Cục dài dưới đó là 120. Bữa nay trời có gió anh em thông cảm anh em ạ. À. Này quá mài. Lúa Nhật này công cỡ tấn mốt à. Bao dày bao hết. Gió. Gơm ra khủng khiếp. Gơm này xả ra để đốt luôn anh em, mà chứ không có lấy gơm. Lúa Nhật này ít có ai lấy gơm. Chín mươi ba này thì chạy tốc độ kiểu này thì cắt cũng không thua gì 100 anh em. Này 2,5 m 102,7 m. Rồi xe kéo đầy ban vô 1, 2, 3 lớp. Xe lái không ăn.
chuẩn bị bàn lên dốc. Ôi, qua tua kìa. Nó dữ dàng hơn. Bén lên, bén lên. Ôi, ui, kìa, không nổi luôn. Dữ dàng tài xế này chứ. Chừng xuống bờ kênh đó tài xế ơi. Kè kè ve nữa. Ôi, cái đường này hẹp dữ lắm anh em ơi. Tài chạy ghê thiệt. Ồ, dữ dàng chưa. Chạy không hết hàm anh em ơi. 93 này chạy hết hàm cắt mới đã. Nếu mà hết hàm thì hai người cột không kịp. Tại lúa Nhật này bông quá trời bông luôn. Thì vàng lúa Nhật anh em là bông chúng hết hồng không? Dữ dằn không? Cây 93 đang chạy nè. Nên đồ cha này còn xe kéo thì đang gom lúa. Xe kéo bàn. Thôi rồi. Còn 93 đang đi xuống luôn anh em à. Lúa này tuôn xuống là 5, 6 bao, 4, 5 bao không à. Cái này quá gió anh em à. Gió Nam lúc này thổi quá mạnh nè. Còn cũng 1-2 lam nữa là hết anh em à. Quá trời tém à. Chạy không hết hàm, hết hàm à, mấy người cột không kịp đâu. Cái này tài này chạy ghê lắm. Rồi 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 rồi. Tài này quá mạo hiểm. Còn một lam đi lên nữa là hết anh em à. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.